Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Ngày 20 tháng 2 thì cơ sở đồ gỗ Yên Lành lại tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý vị một mẫu sản phẩm nữa là một bức hoành phi gỗ gụ. Bức hoành phi này có kích thước là dài 2m17, rộng 6-7 và toàn bộ phần ván bên trong là chúng tôi làm dày 3 phân. Phần ván bên trong thì chúng tôi thiết kế là một chiếc cuốn thư nữa và chạm 3 chữ Đức Lưu Quang. Xung quanh bức hoành phi chúng tôi chạy chữ công. Đây là mẫu mới nhất của 2020 đây. Toàn bộ phần khung là chúng tôi làm to 10 phân, dày 7 phân. Phần ván chúng tôi làm dày 3 phân. Đang được những người thợ của chúng tôi sửa qua đây. Bức hoành phi này đang được đánh giá là mẫu mới nhất của năm 2020. Thì chúng tôi cũng giới thiệu qua cho quý khách để quý khách có thể biết được những mẫu hoành phi mới nhất. Quý vị nào muốn sở hữu bộ hoành phi như này thì liên hệ ngay tới đồ gỗ Yên Lành qua số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trong clip trước thì chúng tôi đã giới thiệu những bức hoành phi chặt gấm bình thường rồi. Đây là những mẫu mới. Chúng tôi cập nhật những mẫu sản phẩm liên tục. Thì quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Trung bình một ngày thì chúng tôi tải từ 2 đến 4 video để quý vị có thể tiện theo dõi. Tôi xin nhắc lại là thông số của kích thước bức hoành phi này là dài 2m17 và rộng 6-7. Toàn bộ phần khung là chúng tôi chặt gấm hoa chanh và đục long hóa. Phần khuôn ngang là chúng tôi đục tùng cúc trúc mai, xuân hạ thu đông 4 mùa. Đây là thợ của chúng tôi đang sửa lại những bức hoành phi này. Chúng tôi đang sản xuất với một số lượng rất là lớn. Trung bình một ngày chúng tôi ra từ 10 đến 20 bức như này. Thì quý vị nào đặt hàng thì hãy liên hệ ngay tới hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi có thể tư vấn miễn phí cho quý khách. Và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Chúng tôi sẽ đưa thêm nhiều mẫu mới hơn.